Chào các bạn. Hôm nay mình lấy rác trong nhà mình làm Elsa nha các bạn. Và trước tiên là mình đeo vương miện lên nha. Mình có vương miện nào nè? Bạn Gia Gia. Đó, bạn tự làm luôn các bạn. Wow. Hình như bạn có đánh son phải không bạn Gia Gia? Đâu son đâu? Bạn có thể giới thiệu cái cây son của bạn cho mình coi được không? Trời ơi, đủ trò hết vậy. Của nàng của tôi. Bạn có mua một cái bộ. Đâu? Anh hai ra bưng cái mâm vô cho mẹ. Bạn cắt vô rồi. Đây là bộ sưu tập đồ làm đẹp của bạn. Bạn đi một vòng cho mình coi coi. Có giống người mẫu không? Quá xuất sắc luôn nha. Tiếp đi bạn. Bye bye đi.